Hello cô chú anh chị ơi, sáng nay cả nhà Kim đang trên đường đi chơi hả mọi người? Chỉ có nhà ba người thôi. Hello Honey. Xin chào các bà cô chú. Hello Chi. Em Chi đi chơi mà đem sách, đem bút gì theo quá trời, là ngồi đọc sách, đọc truyện, đồ chơi trên xe của Chi kìa. Một đống một kìa. Chi giỏi dữ vậy ta. Cả nhà Kim sẽ đi Cotswold. Cotswold Honey. Cotswolds. Cotswold. Cotswolds. Cotswold. No? No good, nah. Do it. Cotswolds. Cotswold. Is it? No, Cotswolds. world. Cotswold. Back. Huh? World. World. Is it? Say word. World. Chi vô nãy dạy tiếng Anh cho mẹ luôn rồi, ngoài cô chú ơi. Đó. Chi nhà hay chỉnh mẹ lắm, mẹ nói sai hay chỉnh lắm. Kim sẽ đi đó sáng hôm nay thứ sáu 7 giờ sáng hả mọi người, là đi sớm. Ba chị sẽ nghỉ làm ngày thứ sáu ha, đi đến chiều chủ nhật hả cô chú anh chị. Đang lái xe ngồi lại lau cửa kính cái xe mới hôm qua. You wash your car yesterday right? Cái xe hôm qua rửa nhưng mà rửa bằng máy á mọi người. Rửa bằng máy thì rửa bên ngoài thôi, bên trong không có rửa. Đây nè. Rồi phải lau xong rồi mới lái được. Đây. Yeah. I like motorbike better. Mm. Do you have a motorbike, huh? Well, you've been already once this year. Mommy. Yo, chị. Yo. Hai cái bánh này ngon quá, Kim đem theo hai mẹ con Kim ăn. Mới vừa mở ra là tôi đi xe nói cái mùi gì mà thối quá. Honey don't like smell. Thôi thôi. Thơm. Không thôi. Thôi hả thơm. Đi được nửa đường hả cô chú anh chị, đến trạm dừng chân này nè. Em Chi muốn ăn sáng McDonald's. Bacon and egg, or do you want sausage and egg? Or do you want egg and cheese? Chị sẽ mua McDonald's ăn sáng. Nhưng mà Kim không có muốn ăn gì. Ở trong cái trạm dừng chân này rất là lớn luôn, có rất là nhiều cửa hàng, siêu thị, cà phê gì nhiều lắm. Kim không có muốn ăn McDonald's hả mọi người. Kim ghé trong cái cửa hàng này nè, Kim mua bánh nè. Đây có cái bánh bánh ngọt nè mọi người. Cái này là bánh bơ. Đây là chocolate. Kim sẽ ăn cái này. Almond. Có sơn. Đây có nhiều bánh ngọt lắm. Một cái này là 1 đồng 59. Bán 50 ngàn ha. 50 ngàn một cái bánh nè mọi người. Cái bánh trứng nữa nè. Would you like a receipt? Please select your payment type. Please wait for the card transaction to fully complete on the terminal. I love this. Đậu chị thích đậu đúng không? Chân bà cô chú coi móng tay của chị coi. Đây nè, móng tay màu hồng nè cô chú anh chị. McDonald's. Ba chị vẫn đang đợi lấy McDonald's. Khu này có chỗ ngồi rộng lắm cô chú anh chị. Anh chị có gì? Đây ba chị có trà nè, sữa, sữa cho chị đúng không? Rồi con uống sữa đi. Này là khoai tây chiên nè cô chú anh chị, cái miếng bánh giống như bánh khoai tây vậy đó. Ở trong này có gì chị? Trong này có thịt xông khói, trứng hả? Thịt xông khói với trứng rồi chị ăn đi. Ngon dữ vậy ta, này có thịt xông khói đâu đi mẹ coi coi. Này có thịt xông khói, trứng với phô mai này cô chú anh chị, nhìn ngon chưa? Ngon chi? Ăn cho hết nha.
Ba cũng có vậy luôn. Ba, à, honey của. Chứ có thịt mà. Thịt bò hả? Thịt bò. Thịt bò, của ba chỉ có thịt bò với trứng với phô mai. Ăn thịt heo. Này là trà. Trà có cái bịch sữa kìa. Sữa. Có sữa. Sữa với đường, cái gì mà có một lọt ly trà thôi mà uống đường nhiều dữ thần như trời. 2, 4, 5, 6 thôi. 6 gói đường. Lên xe chuẩn bị đi tiếp á, cô chú anh chị ơi. Mùa hè rồi, mùa hè người ta đi du lịch dữ lắm mọi người, đi giờ đi chỗ nào cũng đông nghẹt hết trơn á. First things first, we gotta. Kim sắp tới rồi nè hả cô chú anh chị. Chỉ còn mấy cây số nữa tới thôi là Cotswolds, là một quận của nước Anh. Ở đây có nhiều ngôi làng ha. Và giống như những ngôi làng cổ đó cô chú anh chị, có nhiều cái ngôi nhà cổ nữa. Cảnh đẹp thơ mộng, nói chung là yên bình chứ không phải là một nơi thành phố nhộn nhịp đông đúc đó hả cô chú anh chị. Ở đây nếu như mà những người trẻ đi du lịch có thể là sẽ thấy buồn. Nhưng mà những người lớn tuổi hoặc là những người như Kim là già rồi thì lại thích cái không gian yên tĩnh và nó có một cái gì đó nó cổ cũ ha. Chi đang ngủ rồi kìa, mà cô chú ơi, đem theo cái gói em nằm kìa, ngủ kìa. Cái váy này Kim mới mua hôm bữa hai em, hôm qua hai mẹ con mới đi mua luôn, Chi tự lựa đó. Kim cũng mới ngủ chắc được 30 phút đó, mới dậy luôn nè. Tôi đi kêu dậy nó là gần tới rồi, có muốn quay phim thì phải dậy quay phim. Tôi đi bụng bự quá rồi nè. Tới nơi rồi nè cô chú anh chị ơi, mình đã đến địa phận của Cotswolds rồi. Ở đây là Broadway honey. Broadway. Village. Look at these houses here. Ở đây nhà cửa chắc mắc lắm. Ở đây. Cái off cho hắn. Những cái ngôi nhà đây cũ cổ. Nhìn ở bên ngoài. Cổ. Nhà những cái nhà lùng thôi à. Lùng thấp. Railway or something like that. Place here. There's a caravan park there. Là người ta dẫn chó đó. Ôi ôi, nhà ở đây quá trời hoa đẹp luôn. Quá đẹp. Đi chơi mà Kim lo Kim ngắm hoa không. Quá đẹp. Ở nhà của ai cũng trồng hoa quá chừng ở sân nè. Ở sân trước là người ta trồng như vậy, là sân sau còn nhiều lắm mà cô chú ơi. Thường sân trước là người ta trồng một ít hoa thôi. Còn lại là người ta trồng nhiều hoa lắm. Somebody else. Yeah. Right. Short stay car park here then, so we try this one. Okay. This is the place, look. Bây giờ sẽ đến cái ngôi làng này, sẽ xuống đây đi dạo một vòng hết rồi chú anh chị. Xong rồi sẽ đi tiếp. Tại vì đây giống như là một ngôi làng nhỏ thôi. Chỉ đi khoảng 2 tiếng thôi cô anh chị. Mùa hè đi đâu cũng hoa lá đẹp quá chừng. Cái dãy hoa xum xuê đây cho có nhiều cái shop bán đồ à. Đây là cửa hàng bán quần áo nè.
đi qua cái cổng nhỏ xíu này là những cái tấm quần áo này cô chú anh chị. Đây cũng có một cửa hàng bán đồ quần áo nữa, cái đồ trang sức sale 50% luôn kìa, hoa hồng. Những cái hoa này nó to quá chừng luôn mà nó rủ nó nặng đầu quá đó, nó rủ xuống hết trơn à, nó rụng luôn rồi. Kim đi theo Tony ha. Ở trong đây nhỏ xíu, cái đường nhỏ xíu, bên trong này là cái gì không biết. À, trong đó cũng là một cửa hàng bán đồ lưu niệm thôi. Đường cùng luôn rồi, không có cái gì hết, mình đi ra ngoài lại. Hoa hồng màu vàng đẹp quá chân kia. Ở dưới đây là đường cùng luôn rồi, mình phải đi ngược lại. Lý do mà ở đây là trên đường đi đến, là trên đường tự dưới Kim chạy lên là đi đến cái ngôi làng này trước ha. Lý do mà hai vợ chồng Kim ghé đây là mẹ chồng Kim á nói là lúc nhỏ kia, lúc nhỏ có dẫn Tony đi rồi nhưng mà Tony không có nhớ cô chú anh chị. Tony không nhớ cho nên là bây giờ Tony muốn ghé đây lại xem nè, coi có nhớ lại những cái ký ức gì mà lúc bé mà đi ba mẹ không ha. Đây cũng là một cái ngôi làng rất là nhỏ, cái thấy đi vòng vòng là hết trơn nhà rồi đó. Những cái nhà mà xây lâu năm mình nhìn vô là mình biết liền đó mọi người. Gạch đá này nè, nó to nè, mà nó không có đồng đều, nó lẫm chỏm. Còn giống như những cái nhà mới, giống như nhà của Kim á, là cái gạch đỏ, mà cái gạch giống như đóng khuôn á, người ta làm khuôn khuôn đều đặn nhau hết trơn. Như cái nhà của Kim là cũng cỡ 30 năm rồi đó. Như cỡ 30 năm là người ta nói là nhà mới rồi đó cô chú anh chị. Ở đây nhà cũ là phải có 100 năm lên trở lên thì người ta mới gọi là nhà cũ. Những cái nhà lùng lùng hết mọi người, giống đúng, như đúng. Là lùng mình short, đúng. Very short, đúng, đúng. Very low, giống như là nhà của bảy chú lùng vậy đó. Đây nè, cái nhà này cũng vậy luôn nè. Kim thấy cái ngôi nhà này rất là lạ nha, rất là hay ha, có kiến trúc rất là cổ xưa luôn, mà xung quanh ngoài vườn có hoa nhiều lắm. Đây là lợp bằng những cái cây cỏ. Giống như cây đây nè. Cái hoa ở nhà Kim trồng mà vẫn chưa có ra hoa. Đây là lợp bằng những cây cỏ gì đó, cọng cỏ cọng rơm gì đó mọi người. Những tảng đá rất là to, cái tường nè, tảng đá rất là lớn, xây dựng rất là lâu rồi đó, nhà đã mấy trăm năm rồi. Cái khu vườn nè, khu vườn nhỏ xinh, không, khu vườn cũng lùng lùng luôn. Very expensive, you know. And you have to replace it. I think every like 10-15 years, something like that, but you got to take really good care of it. Tony nói it's a house in Formby. It's like that. Cái nhà này có hàng rào đá xung quanh nè cô chú anh chị. Mình mà muốn ở trong, sống trong những cái nhà mà Tony nói là sống trong những cái nhà mà lợp bằng lá cỏ, rơm cỏ gì đó là rất là đắt tiền hết mọi người. Những cái nhà đó bây giờ giá cũng rất là cao luôn. Và cứ khoảng 10-15 năm gì đó là mình phải thay đổi cái mái nhà đó. Mà cái công mà bỏ ra để làm lại cái mái nhà đó rất là mắc tiền hết mọi người. Hôm nay may mắn là trời nắng đẹp nè, đến nay trời nắng đẹp quá chừng. Đây là cứ ngôi làng du lịch hết, nhưng mà Kim cảm thấy cũng không phải là lúc nào cũng sao ta đông đúc, tấp nập nhộn nhịp, mà cũng rất là nhẹ nhàng, yên tĩnh ha. Xe cộ cũng không có nhiều, tại vì giống như một ngôi làng nhỏ mà. Xe cộ cũng không có nhiều, mà cũng không có tấp nập, cũng không có kẹt đường, kẹt xá gì mà rất là... rất là yên bình luôn, rất là tĩnh lặng. Ê, em chỉ đi ngang thấy nè, cái nhà bằng gỗ dễ thương chưa? Chị mê ở nhà chị cũng có cái nhà rồi, đúng không? I'll tell you what though, smaller than the house you got a home, Lauren.
You get a big, big one. Nhà ở đây mắc lắm nè mọi người, 1.150.000. Như cái nhà đó là 1.150.000 ha. 1.150.000 là khoảng 30 mấy tỷ. Đây như cái nhà này là 1.600.000. 1.600.000 là khoảng nhiêu, 6 x 18 là 48-50 tỷ vậy đó. Trời ơi, cái nhà này 4 tỷ. Ờ lòng, 4 triệu. 4 triệu bản Anh là nhiêu? Là 120 tỷ. 7 bedrooms it's got. 120 tỷ. 7 bathrooms. And 4 living rooms, look. 7 phòng ngủ, 4 7, phòng 7, khách. 4, look. 7 phòng ngủ, 4 phòng khách. 7 toilet. Nhà ở Anh mắc mà. Giống như những cái nhà nhỏ nhỏ, như chỗ Kim ở cũng đắt vậy lắm. Ồ, oh, ở đây có một cái shop bán trái cây nè. Do you want to find some fruit? Cái xe nhỏ xíu dễ thương chưa nè, cái xe trái cây quá chừng, ở bên trong cũng có trái cây nữa kìa. Đi không bên sai không đi. Trái cây chi quanh. Chi quanh strawberry. Strawberry rất là ngon luôn. Chín đỏ nè. Ở đây có hả? Sung Mỹ. Ở đây có Raven Food kìa. Thanh Long, trang Thanh Long kìa. Dragon Food Thanh Long nè mọi người. 4 đồng 50 một trái, 4 đồng 50 lại như ta. 412 515 là khoảng 130-140 một trái. Đây coi cái trái nào mới mới á. Đây nè. Ngon chưa nè. Rồi chứ lại đây cầm mấy con nè. Quay lấy mẹ coi. Cái này nó nặng hơn. Rồi chị đưa cái chai đó cho ba cầm đi. Chị đưa chai đó cho ba đi. Đây. Rồi chừng rớt cái đất là dập hư luôn nha. Rồi đi vô đây. Cherry. Cherry 10 đồng 1 ký ha. Dâu. Dâu một hộp này 3 đồng 50 là 100 mấy một hộp. Ơi. Sung Mỹ. 75 đồng một trái. Là khoảng 22-23 ngàn một trái ha. Chị đem qua đây tính tiền con, đi vô đây. Nên là trời, cà chua nó to nè. Nó bự. Nó bự khủng thần luôn nè chị nè. Cà chua nó bự. Chả mang luôn. 6 đồng 1 ký, 180 ngàn 1 ký. Rồi đi, đi vô. Đây là cái gì đây? Mấy trái muối. Mấy trái gì ngâm muối. Ô, nhiều quá, đi vô đây coi. Trái cây quá chừng luôn nè. Củ cải. Cải này. Cà tím. Khoai lang. Khoai lang này ngon nè. Cà chua quá trời nè. Ôi nấm này ngon. Nấm này giống như nấm dai nè. Dưa leo. Cà rốt. Rép hả? Chị muốn ăn nho hả? Để mẹ coi cái nào ngon. Cái nào này ngày nào, coi ngày nào mới. Chị muốn ăn xanh hay màu đỏ? Kiwi. Chị muốn ăn cái xanh hay cái đỏ? Cái xanh. Rồi con lấy cái xanh đi. Rồi chị muốn ăn một hộp nho. Ở trong con cầm đi. Rồi, what else? Apple không? You want some apple then? How many apples you want? Rồi hai trái táo. Rồi bao nhiêu đây thôi. Rồi chị lại đây tính tiền hả chị nè. Người ta bán những cái đồ xay nè, nấm nè, nấm xay. Rồi đưa đây, mày lấy táo rồi dẹp cái táo đi. Đây có cái như rượu táo nè. Rượu táo. Rượu olive. Đây có bán nhiều lắm nè. À, mật ong gì đó. Nói chung là những cái đồ gia vị, những cái đồ. Thôi đi chi à, như đó được rồi con. We're not sitting there, chị. Chị let go chị. Come on. Cherry ngon quá, cherry to to. Đi ba đợi nè chị nè, đi chỗ khác nữa.
I'm taller than you. Rồi đi vô đây quẹo vô hẻm thấy coi có gì trong đây. Mấy con thỏ kìa chị kìa. Mấy con thỏ này chị mắc tiền lắm nha mọi người. Cửa hàng sách. Vô đây mà tìm á, có những cuốn sách hay lắm mọi người, những sách hay đọc. Đây nè, những cái nhà này thấp ghê chưa? Những cái bệ cửa sổ rất là thấp luôn. Đây, những bệ cửa sổ rất là thấp luôn cô chú anh chị. Mình nhìn được toàn view ha. Ở trong đây là những cái cửa hàng bán đồ quần áo, đồ trang sức. Đây là những, đây là một cái quán cà phê rất là thấp, cỏ nữa, bán đồ chơi quá chừng luôn. Sorry. Nè em Chim ơi, những con vịt này Kim rất là thích những cái chú vịt này nè. Cái này dép cho em bé dễ thương quá. Rồi đi chơi. Ở đây. Ở đây bán nhiều cái đồ lưu niệm rất là dễ thương. Cái này mọi người. Cửa sổ rất là to luôn. Đừng có đụng vô đó con à. Nhìn ngược lại nè. Chưa đã chỗ nào đẹp đẹp đây mình con chụp cho mẹ nha. Đây là một cánh đồng hả mọi người, Kim thấy có ngựa trong kia kìa. Đây những cái nhà này rất là thấp thấp hả mọi người, mà nhìn nó thơ mộng nghe chưa, giống như trong cổ tích vậy đó. Ngôi làng này Kim thấy cũng là bình thường thôi, chưa có đẹp lắm đâu. Có nhiều ngôi làng ở trong ở Cottwood này nè, trong cái huyện này là đẹp dữ lắm luôn. Kim xem ở trên mạng đó, trước khi Kim đến đây Kim đã xem rồi, rất là đẹp. Chị đi nhanh dữ hần vậy ta, chị không đợi mày luôn hả? Ở đây cái nhà của ai nè, cái cổng, cái cổng quá trời, hiện cái cổng quá trời hoành tráng luôn. Cái nhà to ra chưa, cái nhà ở trong đó đẹp hả mọi người. Nhà này bạc triệu, triệu bản Anh. Ở đây nè, có cái nhà nhỏ xíu trước mặt kìa, đứng một mình trên vên. Nhìn cái nhà này Kim, mọi người biết Kim thấy cảm tưởng đến cái gì không? Giống như những cái nhà ở ngoài Bắc hả cô chú anh chị, hay là giống nhà những cái nhà mà ở bên Trung Quốc á, những nhà cổ cổ như đó, mái ngói nè, xong rồi cái cửa gỗ, có cột gỗ cũ cũ nè, nhìn cổ cổ ha. Sân vườn đẹp. Thì Kim thích nhà vậy lắm, Kim đi Kim thích ngắm những cái ngôi nhà với lại những cái với lại hoa. Ồ, những cái nhà này nó lùng giống như nhà của bảy chú lùng luôn đó. Em Chi đứng cao hơn cửa sổ. Đây nè, để mày quay cho bà cô chú coi. Đó, em Chi đứng hơn nửa cái cửa luôn nè. Ba Chi đi lúc nào cũng đẩy theo cái xe cho con gái hết trơn. Sợ con gái, gái gần 6 tuổi rồi mà sợ con gái đi mệt lên xe nằm. Đây nè cô chú anh chị, nhìn những cái nhà này ha, chiều ngang rất là ngắn mọi người, chiều ngang có 3 mét thôi Kim nghĩ vậy đó, 3 mét thôi mà rất là thấp. Cái nhà thấp thấp như vậy mà được 2 tầng ha. Đây nè, những cái nhà này nè, sát vách luôn, có chút xíu ha. Đó, chiều ngang cái nhà này có nhiêu đó trời, chừng hơn 2 mét chút xíu. Có cái cô đó ngồi trong xe, say hello. Ờ, những cái nhà đẹp chưa kìa, đây. Nó giống như những cái nhà đó đó. Nhà này nè mọi người, chiều ngang rất là nhỏ. Ok, cái mái sao nó nhọn quá ha, nó nhọn từ trên đỉnh nó xè ra. Đẹp hay chưa? Mà xung quanh trồng cây hoa đẹp ha.
Nên những cái nhà này rất là nhỏ luôn. Yeah, I see it. Nhà ngày xưa đó người ta xây nhà nhỏ không chú chị? Thứ nhất là những cái ở bên trong nhà là bằng gỗ hết, thấp thấp nè, những cái tầng thấp thấp. Do là ngày xưa Kim nghĩ là 400 năm về trước là con người mình cũng nhỏ nhắn đó, mình chưa có cao như bây giờ. Với lại ngày xưa người ta xây nhà thấp như vậy đó để để giữ ấm trong căn nhà đó. Tại vì ở bên đây xứ lạnh mà mọi người. Nếu mà mình làm nhà cao á, thì khi mình mở lò sưởi hay là gì đó rất là tốn điện, tốn tốn ga, tốn gì đó. Phải là cái nhà cao thì mình làm lâu nó mới ấm cái nhà, mình phải mở cái máy sưởi lên lâu lắm nó mới ấm ngôi nhà được. Còn nhà thấp thấp thì nó nhanh ha. Đây có nguyên một bụi hoa phía sau đẹp quá chừng luôn nè. Rồi em Chi lại lên xe nữa rồi. Đó. Cái dãy nhà liền kề với nhau ha. Hai. Nhà bên đây thường em thấy những cái cửa sổ là nó lòi ra ngoài luôn. Đó. Những cái cửa sổ nó chạy ra ngoài như vậy đó. Là giống như cái không gian phòng khách đó, mình có nguyên cái vòng tròn đó luôn ha. Bên đây nữa nè. Ở đây giống như là một cái nhà hàng hay quán bar gì đó ngày xưa đó nè mọi người à. Chắc là ở trong đây nè, bây giờ là cái nhà hàng đó người ta không làm nữa, bây giờ thành nhà ở luôn rồi. Hoa lavender nhiều lắm ở trong đây, nãy giờ Kim đi Kim thấy hoa lavender nhiều dữ lắm. Đây nè. Ở trong này có để chữ private là riêng tư, là nhà của người ta đó, người ta không cho vào hết mọi người. Hai. Lavender này chưa nở luôn nè. Còn nhiều nụ lắm nè. Ôi ôi hoa hồng thơm chưa. Đây cái nhà mọi người thấy nè, cái cổng rất là thấp luôn, chỉ cao hơn Kim một chút xíu à. Kim là lùng rồi đó mà cao hơn Kim một chút xíu à. Đây là những cái hoa nhà Kim mua, Kim mới trồng năm nay nhưng mà vẫn chưa có ra hoa mọi người. Đây nè, giống như cái hoa đậu bắp vậy ta, giống như cái bông đậu bắp luôn, có nhiều màu nè, đẹp ha. Có cẩm tú cầu, cẩm tú cầu Kim thấy có nhiều loại lắm nha, một loại rất là cao luôn giống như cây này nè, nhưng mà cái hoa nó không có nở bụp bụp bụp, nó cái hoa nó bự như vậy. Còn loại cẩm tú cầu nó lùn hơn, nhưng mà nguyên cái búp hoa rất là to. Đây hoa lavender nữa nè. Kim thấy ở trong đây nãy giờ đi á, là đa số những người lớn tuổi mọi người. Ta đi ta thích ngắm bông hoa nhà cửa. Kim nghĩ chắc đây. Kim nghĩ chắc Kim về nhà, Kim về nhà mẹ chồng nè, xong rồi cái bị lây cái tính của mẹ chồng. Trời ơi, cái hoa hồng leo nhưng mà cái hoa nó to khủng khiếp chưa? Đẹp dữ lắm, cái nhà này làm trồng hoa đẹp ghê luôn á. Quá trời. Cái hoa hồng nó thơm ngào ngạt luôn á. Nè, đẹp quá. Kim bị nhiễm cái tính của mẹ chồng Kim, không phải là bị nhiễm. Nhiễm theo một cách là theo một hướng tốt với mọi người, là yêu hoa, yêu nhà, yêu cây cỏ gì đó. Ngày xưa mình ở Việt Nam mình cũng yêu, mình cũng thích, ai mà không thích hoa. Nhưng mà không có trồng hoa, chưa bao giờ trồng hết. Đi qua đây mới bắt đầu học mẹ trồng hoa. Đây nguyên cái bụi này đẹp kìa chưa. Okay, you want to go back then? I think we'll just go back on that side. Eh? Okay, go that side. Đi giờ đi quẹo lại, lại mình đi qua mé bên đây. You know when I retire? Mm. I'm gonna live here. You wanna live here? Good. Put my Ferrari in the garage there and live in a nice little cottage. Shut up. What are you talking about? À, tôi nói là sau này ảnh mà nghỉ hưu là ảnh muốn sống ở đây nè,
mua cái nhà đó, nó mua một chiếc Ferrari, có một cái nhà xe đã chạy cho chồng kia. Hồi lúc nghỉ hưu là già rồi. Cho nên that time you're gonna be too old to drive the Ferrari. How old the man can you retire here? Sell all your jewelry and then go buy the Ferrari. Oh, that's enough. Này lúc nãy đứng bên đây nhìn, giờ ông đây nhìn. That one's got nice big garage, look. It's big enough for a Ferrari. Táo ngon không con? Chi nó quá dài cho chiếc xe này rồi cô chú ơi. Có cái chiếc xe kia nữa, mới mua chiếc xe kia hồi năm ngoái để dành đi du lịch, là xe cho những mấy bé lớn hơn. Nhưng mà ở trong nhà xe mà muốn hút có trong kẹt rồi ba chị không lấy luôn, mà là chị lấy chiếc này. Chiếc này là mua từ lúc em bé rồi đó. Em bé, không xin được một số lắm nè. Mẹ lái xe chị đi ha. Ui cái nhà này hoa đẹp quá trời kìa chị kìa. Trời ơi cái hoa màu hồng nó rủ rủ xuống. Hoa nó rủ rủ nè, đẹp quá trời luôn. Nó mượt mà gì đâu luôn á. Đẹp chưa? Cái hoa này cắm bình cũng rất là đẹp nè mọi người. Kim thấy người ta hay làm cái bó hoa với cái hoa này nè. Nhưng mà có những cái gai này rất là đau, cứng lắm. Đây nó nè. Đẹp chưa? Nhà nào phía trước cổng cũng có hoa hết trơn nè. Quá trời đẹp, thơ mộng dễ sợ luôn. Thơm, hoa thơm trong gió. Mà người ta thích, Kim thích nhà cổ thôi mà sao Kim nghĩ tới cái cảnh mình, nếu như mà mình thật sự mà sống trong những cái nhà cổ như vậy chắc là cảm giác sợ sợ mọi người. Tại vì trải qua rất là nhiều đời người, nhiều mà nhiều trăm năm rồi ha. Ta sẽ trải qua nhiều đời người sống ở trong đó. Cái mình cảm giác mình sống trong đó cái mình nó sợ sợ. Gặp như Kim là Kim rất là sợ, sợ ma. Cho nên là Kim sẽ rất là sợ luôn. Nên là nhìn xuống dài một dọc phía dưới đẹp chưa? Giống như là trong bức tranh vậy đó. Đây là mọi người đẹp chưa? Được sống ở những cái nơi yên tĩnh như vậy còn gì bằng nữa cô chú anh chị. Hoa cỏ quá chừng luôn. Sáng ra mình chỉ cần mình đi bộ thôi, mình chạy bộ gì đó, mình đi dọc theo con đường này mình chạy lên chạy xuống, ngắm hoa, thưởng thức mùi hoa. Đây nè, những cái trong những con hẻm nhỏ này cũng có nhà người ta ở trong đó đó. Con hẻm nhỏ, cái cổng chung đi vô trong những căn nhà phía trong ha. Mình thấy có rất là nhiều hoa lavender nha. Nhà nó đẹp chưa? Có cô này đang tưới hoa, tỉa hoa. Ở cái nhà này cũng to cũng đẹp chứ, cái nhà này cũng mắc tiền lắm nè. Có nguyên một cái dàn hoa này đẹp cho mọi người đó, nó bò lên khắp bức tường luôn. Kim phải qua đường lẹ. Có cái bảng chỉ đường nè, Kim thích những cái bảng chỉ đường bên đây lắm nha, bằng gỗ cắt cái hình luôn, cắt hình người, hình chữ lên luôn á, chứ không phải là viết đâu chứ anh chị. Nắm tay mẹ đi. The Man Cave. Đây là một cái cửa hàng bán đồ lưu niệm. Người bán cái gì? Bán cái con gì kìa? Đẹp không? Shop này cho nó là the caveman, là cho những người đàn ông hả mọi người.
là những cái đồ chơi của đàn ông, máy bay nè, đây cũng những cái đồ sưu tập của chúng chị, nó cũng những cái này cũng là đồ cũ luôn. Nó đi ra còn áo da, cái ghế, cái ghế người ta ngồi á chứ à. Rồi đi ra. Đi chứ ba đại rồi chứ. Nặng lắm rồi. Sao chị không lỡ lên được? Nên là cửa hàng bán sách, đây là bookstore bán sách mà có những cái đồ đan lát. Ôi chứ giờ mình không có muốn mua những cái này đâu con à, đồ dùng cho nhà bếp, đồ dùng trong nhà hả mọi người. You just looking at, you don't need to shout, don't touch anything. This is for the kitchen. Đây là những đồ dùng cho nhà bếp, là những cái bao tay nè mọi người. Bao tay này Kim thấy hay nè. Bao tay này dùng cho lò nướng, Kim xem này bao nhiêu. 18, 19 đồng, gần 600 ngàn cái bao tay này ha. Con cừu dễ thương chưa? Con chó nè. Ta làm lông giống y như thật luôn á mọi người. Mấy cái này là để nặng chanh, nặng vắt chanh, vắt cam nè. Để tiêu, để gì đó. Nói chung là những cái này đồ dùng cho nhà bếp. Trời ơi, mẹ nói còn sao chi? Tất cả những cái này đồ dùng cho nhà bếp chứ chị. Những cái dĩa này khi mình uống trà đó, mình pha trà xong mình để cái muỗng lên đây, và cái gói trà mà mình pha xong á, mình để lên đó đó. Và đây còn nữa nè. Đi ra mọi người ơi, nóng quá. Khu du lịch mà hả mọi người, tất cả là shopping, cửa hàng mua sắm nhiều lắm. Ôi cái nhà này nó đẹp dễ sợ, chị đứng đây mà chụp hình cho nè, có nguyên cái dàn hoa kìa chứ kìa. Chị muốn chụp hình không? Rồi nguyên cái dàn hoa đẹp quá. Rồi chị đứng đó đi. Đây cũng là một cửa hàng bán đồ nữa ha. Kim thấy trong đây bán đồ nội thất nè, đồ trang trí nhà cửa, sofa, bàn ghế gì đẹp. Những cái này mắc dữ lắm, Kim thấy hồi nãy. Một cái ghế để ngoài sân vườn thôi. Cái ghế bình thường thôi đó cô chú anh chị mà 900 bảng Anh là gần 30 triệu. Cái ghế để ngoài sân vườn mắc dễ sợ luôn. Chị đừng có đi ra đường như con xe nha chị nha. Hơn một tiếng đi bộ vòng vòng với cô chú anh chị, bây giờ cả nhà Kim sẽ di chuyển đến một ngôi làng khác mọi người. Ngôi làng này tính ra thì ngôi làng này cũng nhỏ thôi, không có nhiều thứ để xem đó cô chú chị. Trung qua cầu hả cô chú anh chị ơi.